Anh em sản Tây Nguyên xin chào các bạn. Đang là 6 giờ tối, trời bắt đầu trở tối. Hôm nay anh em sản Tây Nguyên sẽ giới thiệu cho các bạn một tác phẩm mới của anh em sản Tây Nguyên. Từ những cục đá tại anh thô như thế này, và anh em sản Tây Nguyên đã làm ra một hoàn thành xong tác phẩm phong thủy, đó là hoa non bộ làm từ đá thanh Việt Nam mình. Đây các cô các bác nhìn thấy một hoa non bộ đã hoàn chỉnh. Một hoa non bộ này anh em sử dụng gồm có những trụ đá thạch anh như thế này, trụ anh to, các cô bác nhìn thấy này, to, những trụ anh thô. Và sử dụng những viên đá thành 1-2 để trải phía dưới. Điều khác biệt ở hoa non bộ này là gì? Là khi các cô bác sử dụng những hoa non bộ làm từ đá thanh nguyên khối thì có thể chấn trạch, tạo đặng dương. Những ngôi nhà nào mà gần có địa khí thấp, sinh lầy thì tạo đặng dương ngôi nhà cực kỳ tốt, vừa mát mẻ vừa có năng lượng. Cây hoa non bộ này anh em sản chưa lắp điện, nhưng mà nếu các cô bác cần lắp điện, anh em sản khi thi công sẽ lắp điện cho các cô các bác. Lắp điện vào à, các cô bác nhìn thấy sáng này, đây là một trụ đá bình thường tự nhiên này, anh em soi pin vào để các cô bác hiểu rõ hơn. Soi đèn pin vào sẽ sáng. Đây là điều khác biệt của đá thạch anh phong thủy tự nhiên so với hoa non bộ khác. Đây em soi đèn pin vào để các bạn hiểu thêm. Đây, đó, các bạn nhìn thấy đây, em soi đèn pin vào cũng đá bình thường như này thôi. Nhìn phía ngoài xinh xiu như này, nhưng mà khi soi pin vào nó sẽ rất khác biệt. Và lấy đá 1-2 các bạn này, em soi pin vào, các bạn nhìn thấy rất là sáng. Đây. Cho dù chưa tối nhưng mà anh em thử lấy một viên đá thạch anh bình thường ở trong này, và anh em sẽ tạo ra tia lửa để các bạn buổi tối thì các bạn sẽ nhìn thấy rõ hơn. Khi hai viên như này quẹt lại với nhau sẽ thành nhà tia lửa khá là sáng. Một hoa non bộ làm từ đá thanh nguyên khối để chấn trạch. Cảm ơn các cô các bác đã xem video này của anh em mình sản Tây Nguyên. Có dịp mời các cô các bác ghé thăm nhà sản Tây Nguyên. Anh em nhà sản Tây Nguyên xin chào và hẹn gặp lại.